Chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Tuấn Lầy mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay là tiếp tục series dưới miền Tây. Này qua nhà quê. Long rồi đó. Đi xuống quê tôi mọi người ơi. Ăn không ăn được. Trời anh trai, này cái ổi đúng không anh trai? Đúng rồi, ổi á. Trời ơi, nhà anh trai dữ tại tàn ơi. Sợ không có bao khiên về chứ. Chà, nhà Long có quyền cái giường đã quá trời. Hôm nay là mùng 4 Tết mọi người. Mùng 4 Tết nha. Ê nè, mày giờ đi. Mày đi qua đường. Ủa ghê vậy? Đi qua đường không? Đi qua đường không? Chớ rồi em ơi, ổn định không em? Trời. Trời nói gì vậy? Trời ơi. Người ta dân miền Tây kìa. Ghê chưa, tới tao. Nguy không nghiêm. Ủa cái miếng thân dài này đi dụng anh? Không. Ủa không được. Đi đi nè, đi được bình thường. Được Tuấn ơi. Đi, đi chân cái trần thì được. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 3. Ổn ổn ổn. Cái cào chứ chị xỉu. Ổn định. Trời ơi. Trời ơi. Cha bạc ti luôn rồi. Chiêu đãi khách quá năm hậu luôn rồi. Tối nay là không có được về sớm rồi. Nghe đuối đuối mà mai về Sài Gòn mà giờ chưa được về. Nghe tối nay nhậu rồi đó. Trời, đất mới tưới á. Đất mới tưới. À hẹn chi. Nè. Chanh. Chanh hả anh trai? Ừ. Wow, chanh đẹp vậy. Ăn được cái lá nè. Ờ. Giờ xé lá chanh đó. Ghê vậy? Ừ. Lá tắc. Lá tắc á. Lá tắc mà kêu lá chanh anh trai. Ờ nó chát mọi người chứ nó không có chua nghe. Anh trai. Anh thấy nó chát không chứ nó không có chua. Ừ, nhưng mà nó ngon mà. Ngon. Ừ. Ê cái trái này mà trên Sài Gòn bán là hơi bị đỉnh luôn á. Cái trái nào? Dạ, trái tắc á, đúng rồi. Cái tắc trên Sài Gòn bán quá trời. Wow. Hai lá cây. Hai lá cây. Hai lá. Lá này gọi là lá gì? Lá cắt. Lá cắt à. Lá cắt này để ăn với thịt chuột và nhức nách. Trời ơi, dễ ăn thịt chuột luôn á hả? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ăn một lần nữa. Wow. Cay nhiều quá, cay nhiều quá. À đi qua bên đây nó có quay được rượu mà đúng không? Wow. À quên, ta lên. Ủa, bên đây có dầu nước tự động luôn hả anh trai? Anh đố mày. Dạ, sao anh trai? Cây này là cái gì? Cây này là cây xoài. Sai. Cây này là sầu riêng. Sầu riêng hả? Đúng rồi. Ghê hả? Đù. Ăn biết bao nhiêu cây sầu riêng. Ăn biết bao nhiêu trái sầu riêng mà không biết cây sầu riêng. Ê, giờ mới. À đúng rồi, giờ mới nhìn được cây sầu riêng luôn ngoài đời luôn. Ồ. Cái này là cây sầu riêng mọi người. Hên là nó chưa có trái. Ừ. À, là lỡ mà nếu mà có trái rồi nó rớt chúng đầu không ta? Lỗ cái đầu luôn. Mạnh nghe nói thường nha là cây sầu riêng nó chín á. Ừ. Là nó thể tự nó rụng. Đây. Cái này trái chanh này đúng không chạy? Chắc vậy á. À chanh nè quá trời luôn. Trời. Cái này chanh đúng không Bảo? Ừ cái này là chanh thôi nhưng mà lá nó hình như là bị xịt sơn hay gì ăn không biết. Ai xịt sơn? Không phải sơn đâu mà như là tinh khí. Ê. Ê. Hả? Ê. Cấm tiền nha bạn nha. Xin về, xin vàng trái. Wow, cái giường anh Long đã quá anh Long ơi. Ôi, đây là có dầu nước tự động luôn hả anh trai? Trời quá dữ. Ôi ôi, tôi đi tôi phát hiện có trái mít rụng nha mọi người. Cái này là nó tự rụng mà chứ không phải tôi à. Tôi lấy nha. Anh trai. Anh thấy có trái mít rụng mà anh trai. Này tự rụng chứ không phải em lấy đâu nghe. Nó còn sống, nó không có ăn được. Dạ. Không biết nữa. Ừ. Nghĩ chắc nó sống quá. Nó đúng không có thơm. Không, nó không thơm. Ừ. Chứ nó có mùi khác rồi đó. Không, này lạ mà nó không lạ có mùi. Mùi nó lạ lắm. Ủa như em nghe mà nó mít sống là mình làm được cái gì đúng không ta? Mít sống hả? Ừ. Thì chỉ ăn sống được chứ nó làm gì. À lấy hột nó. À. Lấy hột nó em nấu lên em ăn cái. Ơi, coi chừng. Úi. Coi chừng Tuấn ơi. Trời ơi. Con hóng khiên khuyển nó mà nó vô đây chạy. Ồ mít. Quá. Hai anh em lẹ lên hả đi, hồi bỏ luôn hai đứa luôn. Ồ đây là giống á rau muống đúng không anh trai? Không. Ý này rau muống á. Ờ đúng rồi. Ờ rau muống, rau muống. Đúng rồi. Quá trời quá đất. Giường này phê. Trời ơi. Mình đi xuống đây nó mát. Ồ. Ôi, ủa cái này cái ổi nè. Nè, ổi này mà có mấy trái nó chín. Chín quá. Ừ. Ờ nguyên giường chanh luôn mọi người. Ổi, chanh, sầu riêng. Ngoài sầu riêng nó đợi tới 2 3 năm sau mới thu hoạch được. Ừ, sầu riêng hơi khó thu hoạch nha. Cha đúng là xuống miền Tây mọi người rất là sảng khoái luôn. Trời. Ôi. Thơm vậy? Thơm quá. Đâu vậy? Đâu vậy? Đi giùm, em đinh cho giùm. Ừ, để anh giùm thái nha. Đi. Thôi, em trả được luôn. Đi. Thôi, nói trước cái này cũng tai em ơi. Tao quýnh chết. Tao chân, tay đầu hết nè. Trời ơi, dây điện hả? Trời ơi.
Sao trong đây có dây điện vậy? Thôi bộ đồ anh nhức nách. Đi qua, đi qua buồn trắng nè. Anh ôi mũ không mọi người, nhìn như trái mít mũ không luôn á. Trời mít kìa. Trời trời bể bóng luôn. Trời 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 trời. Ơi ơi ơi. Ủa trái mít này cũng đúng. Coi chừng nha, có kiến lửa. Ồ, hôm qua. Hôm qua tôi mới bị kiến lửa cắn mọi người, rất là đau. Đi ruộng. Cắn hả? Đi ruộng bị kiến lửa cắn. Thôi đừng nói gì nữa hết. Tối về đập sâu nữa. Thì đó. Đúng là xuống với miền Tây nó có khác mọi người. Kiến lửa nè, sao lông nè, và mấy chân không nữa hả? Tôi dừng té. Ai 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 ai. Tôi dừng té. Ai à. Đi chút. Gì vậy? Bị kiến lửa cắn mày ơi. Trời ơi, sợ kiến lửa hôm qua nó cắn em đau quá. Thôi nó ghẻ luôn kìa, kiến lửa cắn nó ghẻ. Đau quá rồi, không có sợ, không có bị cái cảm giác này giờ mới bị lại. Ồ, cái mít quá đã luôn. Thích ăn thì bẻ quất đi. Cho đó. Ê. Nè, bánh trái hả? Thôi để mở cho coi. Bỏ túi ừ mà. Rửa nha. Ủa là hình như cái này là mình tự mình lại mình bật đúng không anh? Đúng rồi, đi ngoại anh nè, giống như vậy đi. Nó sẽ nhỏ vậy đúng không? Thì là mình sẽ lại mình bọc cái này vô. À. Mình bọc cái bịch này vô. Trái này là không có thuốc. Không có, người ta chỉ phân bỏ đạm thôi. Ừ, bỏ phân thôi. Ừ, không phun xương. Ủa em tưởng là cái trái nó tự mọc cái bọc ra luôn chứ. Cái trái nào mà tự mọc cái bọc? Có anh tự mọc cái bọc á thì có. Trời ơi. Nè. Ồ, trái này thôi, trái này thối rồi. Không có nữa. Thôi đi, không ăn được đâu. Thôi bỏ đi bỏ. Đây nhiều lắm em, cái giường của Long nhiều lắm. Tha hồ lấy em. Lấy mấy chục ký về. Không anh ơi, không anh. Về nhà mình ký đất giùm em được không? Chuyển nhượng, chuyển nhượng. Trời ơi, cây ớt nè, quá đã luôn anh trai. Ừ, thấy nó lá rồi quá trời đúng không? Ôi mà nhưng mà cái này lạ lắm. Ừ, anh sẽ chỉ cho em coi. Thì đó, cái này đúng không? Đúng rồi, cái này cây ớt này đó. Em biết là anh nhập đâu không? Đâu anh trai? Bình Dương. Bình Dương à? Nhìn thấy nó độc lạ không? Độc lạ Bình Dương à? Nó nguyên cây đó, không có lá gì luôn. Này giống như là độc cô cậu bại. Độc cô cậu bại đúng rồi. Nó chỉ có hai trái, mỗi trái một màu. Hả? Anh em mình vô chích thuốc em. Vô anh trai. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ồ, cái gì anh trai? Gà hả? Dạ. Đâu mở cái này, mở lọc ra, mở lọc ra. Cho tôi hòn tay vô anh. Nó mổ không? Nó không có mổ. Dạ hả? Nó rất là dễ thương luôn. Dạ hả? Hòn tay vô. Ok. Giờ sao? Rồi, hòn tay vô. Sao vậy? Sợ. Sợ hả? Gà mổ. Đây. Em biết rồi, em biết gà mổ rồi. Nó đau lắm. Đâu. Oh. Chết cha, chết cha. Vô anh, vô. Chết rồi, cũng nổi điên rồi. Dữ quá à. Gà đá. Trời ơi. Ghê quá. Sửa chữ quá trời chửi nè. Rồi rồi. Trời ơi, đây nhà Lâm mọi người. Đó. Lâm quá dữ vậy. Đâu, đâu, đâu. Đi đâu vậy? Này em như là khu vực sinh thái vậy mọi người. Đi liên tục luôn. Mốt tôi mở bạc đi. Tôi mở là tour. Oh. Tour đi du lịch. Ê, có cái ruộng này đúng không? Ủa? Không, không phải ruộng. Cái hồ. Cái hồ hả? Cái này người miền Tây người ta kêu là cái đìa. Cái đìa. Cái đìa. Cái đìa cá. À. Ủa già là có nuôi cá ở đây không anh? Chết cha nuôi rồi xem dám cầu. Ủa nuôi đi không? Trời ơi đau quá. Đây nè, em. Hồi nãy nó lội lên nó ăn quá trời luôn, nó giờ cháu mất tiêu rồi. Vỏ sầu riêng bồng bềnh luôn anh trai. Hai vỏ mít đi. Vỏ mít. Hai vỏ mít nè. Đúng rồi. Cái gì vậy? Cảm gì? Dầu à. Rồi mất cái trái luôn rồi. Rồi rồi có vụ được chưa? Ủa. Trái luôn rồi. Đi kỳ vậy ta. Ấy kỳ 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 động đại kìa. Mình đứng ở đây là nó không có lên. Ờ đúng rồi, nó thấy mình nó không lên thôi em ơi. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Thấy gì chưa? Giờ muốn rồi. Giờ muốn thấy được nó không? Sao anh đây? Quăng mình xuống. Bảy giỡn mà chết luôn. Mới về. Trời ơi, đây. Đây với hai là đây với hai. Quá trời. Ở đây với hai là đây với hai. Trời ơi trời. Sao vậy? Dạ dạ dạ. Ai nịnh nè. Trời ơi, coi đó. Ừ, ai nịnh nè. Lúc nhỏ là sống trên thành phố. Xong rồi nó về đây đẻ luôn. Đưa nó về đây ở từ lúc mà đến nó được vài tháng là nó về đây rồi. Mà mỗi một lần anh về là nó đều nhớ anh nha.
gặp anh là xỉu lên xỉu xuống luôn. Trời dễ thương quá. Hồi muốn vô thăm con đó không? Có sao nữa. Ok ok. Ôi vậy nó đang làm mẹ hả? Người ta có một thằng chồng rất là uy tín luôn. Dạ. Giờ nè, giờ không biết chồng nó là ai nhưng mà lâu lâu là thấy có một con chó đốm đi qua đây thăm. Dạ. Mà lính lén lén ngay đây nè. Đó, xong rồi lén lén đi vô thăm mà đẻ ra là một con đen, ấy hai con đen, hai con trắng, một con nâu. Thì bây giờ là con của đứa nào? Đúng không? Là đúng không phải là con của con đốm không? Không nghe được. Này gọi là anh chỉ dám nhìn em từ xa thôi. Trời ơi, dễ thương quá nhỉ. Kinh chưa. Quá này giống như cà phê sữa nha. Đây là con này cà phê đen. À đây. À, con này cà phê sữa. Đây là ganh tị nè. Bạn này ganh tị. Bạn này ganh tị. Bạn này dễ thương quá. Nè đây. Đâu. Cho tha. Vô đi. Ôi tha con vô nè. Ôi tha con vô. Ôi đau nè. Chết nhỏ rồi. Ôi trời ơi. Ủa tha vô đâu? Lớp 2 vô. Dạ. Đó, nó tha vô trên đây nè mọi người. Thương con cưng chưa? Trời ơi, tối nay là vậy hả anh Thái? Đúng rồi. Trời ơi, tối ớt nè. Úi, trái trà quá đã. Dạ, dạ bưng. Ăn hết cái này mới được. Ăn hết cái này luôn mới đâu về kìa. Ai mà về chứ đâu giờ này vậy? Úi trời, dạ chết lên. Dạ. Giờ này tới thua rồi tôi mới về. Đây quá đã, quá đã. Em ơi, quá trời quá trời em ơi. Quá chấn động luôn mọi người. Anh em về đây thì cái buổi lã. Sao vậy? Ôi nhét lại luôn đi con. Dạ. Vậy đây có lộc ăn mọi người, đúng một Tết. Wow. Này là bò lá lốt hay nè. Dạ. Ờ. Còn cơm này làm gì? Cơm nướng. Cơm nướng hả? Đó giống như hôm bữa ở nhà em vậy á. Trời ơi đã. Trời ơi. Ê gì? Cái thằng này mới bóc chó xong. Không em không có bóc. Có anh bóc. À gửi đi lại. Ở ngoài là một người mình ăn cái lá cách. Nữ công da trắng dữ. Nữ công da trắng mà cái bộ neo quá trời. Bộ neo nha. Bộ neo đâu liên quan. Không, bộ neo nó lạ lắm. Đâm lũng lá luôn rồi. Đâm lũng lá. Vậy là nữ công dữ chưa? Dữ rồi. Dữ rồi. Anh nè. Đội nết anh nè. Ờ vậy luôn á. Ôi ôi. Cúi tôi. Này cái chặt hơn kìa. Đây là cá chặt. Cá chặt. Nó mềm lắm. Nó mềm rụng rồi. Này là ớt. Ớt cá chặt. Tôm trời. Tôm trường xanh. Quá đã. Y như mẹ anh nói đi. Là ăn hết cái này rồi mới được về. Thôi năm rồi ha. Mệt rồi. Phải ra. Dạ. Nhảy nó múa tối hù quá trời. Dạ. Đông lắm. Năm nay ta không cho kêu đông nữa. Dạ. Nhưng mà mới tự nhiên hồi cái tự nhiên có mùi bay đi là nó đông mà. Giống lá sồi đó. Trời nhở. Ôi cái gì mà ghê vậy anh trai. Ôi. Trời ơi. Ôi để sạc điện anh trai. Cứu tôi. Ôi. Ôi cái len nhỏ như vậy. Đúng rồi. Ôi. Anh trân trọng thông báo cho mày biết anh chạy cái len này được mới có mấy ngày nay. Trời ơi. Cái này mà hết bình điện một cái là đạp lầu vậy luôn nha. Trời ơi. Trời ơi. Ê, chạy xe đạp điện mà lên chuột đó mày thấy chưa? Lên luôn. Thôi. Giờ đâu anh chạy? Để đi ngay không? Đi này à? Ôi, mẹ nó chậm ma quá trời quá đất. Đi sâu vô trong nữa là đi cái gì ta? Đường gì? Đường gì mà người ta nói để cho xe lớn chạy không ta? Đường lỗ hả? Không phải. Đường vào tim em môi băng giá. Wow, con trâu kìa anh trai. Khó quá trời. Đúng là về miền Tây vui thiệt anh em. Ôi, mai anh trai. Trời ơi, mai quá trời mai luôn. Rồi, giờ mình muốn đi đường nào? Chỗ nào có trò chơi anh trai? Nói chung là chỗ nào đẹp đẹp á. Chỗ này đẹp à. Nãy là ok mình đi đường này đi. À, không biết là nở không ta. Hên xui. Rồi. Đáp. Ê, lên.
Lớn hơn. Ai 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 ai. Xuống dốc rồi nè. Ồ, đây chuẩn bị có đám cưới nha. Đám cưới em ở đám cưới miền Tây là vậy đó mọi người, rất là vui vui vui. Thôi nôi. Thôi nôi hả? Ủa? Đúng rồi, thôi nôi. Thôi nôi hả? Chứ phải đám cưới à? Nhà ông cố của anh. À, đây là nhà ông Năm. À, nhà ông Năm. Ồ, nhà ông Năm trồng nhiều mai dữ hả? Trời ơi, mai rồi. Trời ơi, quá đã luôn. Đã ghê ha. Đã. Ôi ôi. Trên Sài Gòn mai kiểu này là chắc mấy trăm triệu á. Có rồi chứ, hồi đợt ngoại anh là được trả cây đó mấy trăm triệu bán rồi. Thì đó. Trời ơi, mai rồi. Ôi ôi. Đẹp quá. Ôi. Nè nè nè. Này là gì vậy? Không biết. Ủa, cái gì vậy? Anh chỉ thôi chứ anh cũng không biết cái này là gì nữa. Vàng đẹp ha. Ừ, nó cũng đẹp. Ôi. Ôi cái mía kìa, có mía nữa. Ờ đúng rồi, nãy lúc mà em vô đây làm thấy có dựa mía anh trai. Có dựa mía hả? Có dựa mía nè. Vậy là à, ở bên kia đường. À ở bên kia đường. Ừ, bên kia đường, còn mình đi là mình đi bên đây. Ồ. Đây là nhà bà cố. Ồ, nhà bà cố hả? Ừ, nhà bà cố. Trời ơi, chút quá, chút quá trời luôn ha. Chút hay che anh? Che. Che, 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 che. À đúng. Chơi chọc chó anh trai. Chọc chó hả? Kệ chọc chó. Ê, làm gì? Này là trò dân gian Việt Nam nha mọi người. Chọc chó đó. Trò chơi này là phải đòi hỏi nhiều kỹ năng lắm. Đúng, nhiều kỹ năng lắm. Sức khỏe, độ bền, độ chết cha. Cái này không chọc được nha anh trai. Đèn thắng á, đèn thắng á, đèn thắng. Ai ai, cái này không chọc được đâu. Mình đôi xe lại. Thiệt, cái này là chọc được. Đó, đó, nó sủa rồi. Chạy, 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 chạy. Trâu ơi, mới phát hiện trâu á. Ôi ôi, gãy ngang luôn anh trai. Ê. Này giống trong Fina tèo em á. Ê chen luôn. Ây da. Sao đâu vô? Không. Đậu đậu xe đây đi anh trai, để em nhảy xuống. Gì, nhảy xuống hả? Đúng rồi. Để review coi. Trời ơi, đây à. Gác dữ thần rồi. Ôi thôi. Ôi cậu nè mọi người. Trời ơi. Cậu gãy ngang luôn à. Người ta phá đó. Vậy hả? Ừ, người ta phá để người ta xây cầu bên đây nè. Hả? Giống wow. Giống trong phim Tèo Em. Tèo Em ha. Đó, mà Tèo Em là lái xe. Không rồi. Giờ còn anh với em hai ba nhảy qua bạn. Chết rồi. Lên kế hoạch đi. Ủa, khoan, cho em hỏi cái là vô trong đây. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái mít. Hợp lý quá ta. Trời ơi, cái mít còn nguyên xi luôn. Ôi. Mà chưa chín anh trai, chưa chín. Rồi ai qua rồi. Dạ. Rồi lên trai nè. Thu hoạch được bích trời. Cái gì vậy trai? Cái gì vậy? Cứu người ta. Ủa vậy hả? Để được không? Không biết. Không biết nữa. Thôi ghê quá, để lại anh trai. Tại em thấy nó giữ nguyên gốc lắm. Nó giữ nguyên lắm. Lấy cái xíu. Xíu cái con người vô hỏi có hai thùng nào. Chở mít đợt đó. Một thằng trắng, một thằng đen, hai thằng vô. Anh chở mít của nhà. Thôi bây giờ đợi tới tới tối rồi ăn thôi. Đúng rồi là ăn hên. Trời ơi quá dữ luôn á cô. Trời ơi cái này nướng nóng dữ à. Đây là liệu nóng quá vô đây được nữa lắm. Dạ đây là thành phẩm nè. Trời ơi có miếng này cũng hay thành phẩm. Ha. Dạ, nóng dữ à. Nó bả dễ đưa nó mặt dày đi đây nè. Trời ơi. Này cây con nhỏ nó cũng dám cắt luôn. Nó nhập nãy kêu lấy cây to đâu lấy đâu có đâu đấy. À. Ê, nóng quá cô ơi. Thôi, chịu không nổi rồi cô ơi.